Hello, chào cả nhà. Hôm nay Nhi sẽ cho cả nhà mình xem là Nhi sẽ hoàn thiện một chiếc cái áo đầm, là áo đầm liền, cái áo dúng cổ sơ mi sát nách và sẽ tà trước nha cả nhà. Đây bây giờ Nhi sẽ cho cả nhà mình xem Cả nha. nhà ơi, đây là cái eo. Cái eo thì Nhi xếp dúng eo nha. Đó, xếp dúng eo. Vải rất là đẹp luôn. Đó. Còn đây là mình sẽ đơm nút nha. Mình sẽ đơm 3 nút. Ở đây là cổ sơ mi. Đó, đây là cổ sơ mi nha cả nhà. Cái này là Nhi mới để cho cả nhà xem là tượng trưng là Nhi sẽ đơm nút nha. Đó, Nhi sẽ đơm 3 nút. Đó, Nhi sẽ làm phi. Một hồi Nhi sẽ cho cả nhà mình xem Nhi sẽ làm phi nha. Đó. Còn ở đây là cổ sơ mi nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn cổ sơ mi đây, như mí cổ nè. Đây là bên đây là cái lá cổ nha cả nhà. Đó, cái lá cổ cái sơ mi cả nhà. Rất là dễ thương nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó. Đây là cái nách. Thì cái áo này hôm nay Nhi là may áo sát nách nha. Nhi không có may có tay. Và phía trong đây Nhi cũng đã dắt hàng gào rồi ha. Nhi dắt dắt hàng gào nè cả nhà. Đó, hai bên hết luôn ha cả nhà. Cái nhà nhìn cái form áo nè cả nhà ơi, khúc trên nha, đây là khúc trên ngực rất là dễ thương luôn đó. Đây là cái cổ áo sơ mi nè, đường kim mũi chỉ nhi mí nè cả nhà. Này là chưa có hoàn thiện nha, một hồi Nhi sẽ làm phi rồi đâm nút nữa là sẽ hoàn thiện cái áo mới này nha, sẽ hoàn thiện xong một cái chiếc áo đầm mới này nữa đó. Ở đây là phần nút, một hồi Nhi sẽ đâm nút nha, hồi Nhi sẽ làm phi. Còn ở đây là cái phần của cái tà áo. Thì cái phần của tà áo thì Nhi có xẻ nha cả nhà. Đây, đây là Nhi có xẻ phía trước nha. Đó, Nhi có xẻ nha cả nhà ơi. Ở đây Nhi có mai nè, đó. Cái tà trong. Đó, ở đây Nhi có mai trắng ngang nè cả nhà. Nhi mai cao bảng 3 xăng nha. Đó, tà, đó. Cả nhà nhìn hai cái lai tà áo nè. Đó, rất là ngang luôn. Và lai Nhi cũng mai luôn nha cả nhà ơi. Lai Nhi cũng mai luôn. Ở đây là phía trong của cái lai nè. Đó. Đó. Đây là cái lai áo đó cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành Nhi làm phi nha cả nhà ơi. Cổ sơ mi đẹp lắm luôn cả nhà. Cái gì chứ mà đầm liền. Mà cổ sơ mi là với sát nách là mặc vô nhìn cái form áo nó đứng nó đẹp lắm cả nhà ơi. Cái dòng nách nó rất là tròn luôn ha. Đó, im im rất là im luôn. Thôi bây giờ Nhi sẽ làm phi nha. Cả nhà, sau khi Nhi đã làm phi và gài nút rồi là cả nhà nhìn cái chiếc áo đầm rất là dễ thương ha cả nhà. Đây là cái cổ áo nè cả nhà. Đó, phía đây là cổ sơ mi nè. Cả nhà nhìn cái cổ lá cổ nè. Lá cổ Nhi giữ 5 ly nha. Đó. Ở đây là đó, đây là tổng quan của lá cổ nè cả nhà. Ở phía đây là cái nách nè. Đó. Ở đây là Nhi vừa cái cài nút xong á cả nhà, làm phi và cài nút xong cả nhà, nhìn cái nút và cái phi Nhi đã đơm xong rồi đây, Nhi đã cài xong rồi đây, đó rất là dễ thương luôn. Ở đây là cái dúng eo nha, đó. Đây là dúng eo, Nhi xa xa cả nhà xem nha. Đó. Ở đây là cái lai này cả nhà, cái lai có xẻ nha cả nhà, đó, nhìn cái áo đầm rất là dễ thương ha. Đó. Đằng trước này, đằng trước có xẻ nha chứ nha, đây đằng trước này mình có xẻ nha. Nó sẽ tâm trước. Sẽ tâm trước rất là dễ thương cả nhà ơi. Cái bông cũng đẹp đó ha cả nhà. Cái bông rất là nhã nhặn luôn. Dễ thương quá à. Cái phía sau nè cả nhà. Đó, cái phía sau tổng quan nha chiều dài của cái áo nè. Cái áo này thì bạn nào mà cái ni này bạn nào từ 47 kg cho tới 54 kg là mặc được hết, tại vì mình đây là mình may là ship ship dúng dúng thun nha. Phía sau tổng quan của cái áo cả nhà, đây là phía sau cái cổ áo nè, đây là phía sau của áo sơ mi nè, rất là đẹp hết cả nhà. Đó, đây là cái vai nè, đây là nách sau, cái nền vải và cái bông vải rất là đẹp luôn. Cái nền thì vải thì màu trắng nè, cái bông thì màu xanh biển nè, rất là đẹp. Đó. Đây là tổng quan cái chiếc áo đầm mới Nhi đã vừa mới may xong luôn cả nhà. Thêm được một cái mẫu mới nữa đó cả nhà. Đó, thêm một cái mẫu mới nữa đó cả nhà. Cái cổ sơ mi trời ơi, Nhi ưng ý cổ sơ mi này quá à. Cái lá cổ rất là đẹp luôn cả nhà ha. Nè, cái lá cổ nè, đó. Rất là đẹp luôn. Còn đây cái chân cổ nè cả nhà. Đó, phía trong cổ nè. Rất là đẹp. Thôi giờ Nhi sẽ mặc thử cả nhà mình xem nha. Cái áo này nó đẹp luôn cả nhà.
Ủa chứ nhờ Nhi máng lên như thấy cái form áo đẹp lắm. Form áo là cả nhà. Đó. Thôi về Nhi mặc thử nha. Mặc thử cho cả nhà mình xem nha. Sơ mi rất là đẹp luôn. Ôi nhìn thích quá. Kiểu này đẹp quá cả nhà ơi. Đó. Đây là cái phía cái ngực này cả nhà, cái cổ nè. Đó, đây như có gà nút nha. Đây là cái eo nha, eo có xếp thun nha, có dúng thun nha cả nhà nè. Đó. Cái đó độ dúng thun nha. Cho nên là cái này mà bạn nào ốm hay là có tròn tròn chút xíu mặt cũng sao nha. Đó, đây là cả nhà nhìn cái phía eo nè. Đó, đây là cái ngang eo. Xuống thẳng xuống cái lai luôn cả nhà ha. À, rất là dễ thương luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Thích quá à. Đó. Phía trước Nhi có xẻ nha cả nhà. Đây, phía trước Nhi có xẻ nha. Nhìn sexy lắm cả nhà ơi. Cái áo này ăn trước Nhi có xẻ nhìn sexy lắm. Nhìn dễ thương lắm cả nhà. Năng động lắm cả nhà. Đó. Sang lắm. Cái này cái form áo này cả nhà mình mặc ở nhà hoặc là đi shopping, đi dạo hay là mình đi tiệc cũng dễ thương lắm cả nhà ơi. Phía sau quá trời đẹp luôn. Nhi thì hơi ốm cho nên là cái áo đó nhìn cái áo nó hơi rộng nha cả nhà. Nhi hơi ốm. Nếu như bạn nào hơi tròn tròn chút xíu khoảng 51-52 kg trời mặc áo này đẹp lắm luôn. Nhi có 49 kg à. Cho nên là nó hơi có cái độ rộng hay chăng cái eo chút xíu nha cả nhà. Ôi cái nhà nhìn nè, Nhi có xẻ hôm trước này cả nhà. Trời ơi, như có sẽ là ha, sẽ tàn trước nè. Nhìn dễ thương quá cả nhà ha. Như có sẽ nha, nhìn quyến rũ hấp dẫn lắm. Đó. Đây là cái vai áo á. Cái vai áo thì cũng may cũng vừa vặn ha, không có cao quá mà cũng thấp quá ha cả nhà ha. Mình đội như thích cái cổ áo và cái nền vải này dữ lắm luôn cả nhà ơi. Nền vải này đẹp quá à. Đó. Đây Nhi đi xa ra cả nhà xem nha. Nó rất là dễ thương luôn. Nhìn cái form áo này năng động lắm cả nhà ơi. Ôi. Nhìn sang cực kỳ. Đây, chị tới với cả nhà mình xem nha. Đó. Rất là dễ thương luôn, năng động ghê luôn cả nhà ha. Đó, cái phía eo nè. Đó. Cái phía eo nè, đó, phía eo phía sau. Đây là phía trước nè. Đó. Phía trước cả nhà nhìn nè, rất là dễ thương. Nhìn cái cổ nè, vừa vặn luôn nha cả nhà ha. Cổ không có to lắm mà cũng không có nhỏ ha. Rồi cái đây lần trước mình có cái gài ba cái nút nha cả nhà. Ba nút như cái làm phi đó. Cái form áo rất là thon luôn, rất là thon thon thon, rất là thon, đẹp quá. Nhi hay xa cả nhà xem nha. Đó. Cả nhà tham khảo nhìn cái mẫu này mà cả nhà mai theo nhìn mình mặc rất là sang cả nhà ha. Tham khảo theo cái mẫu này. À, mẫu này thì cổ sơ mi, sát nách, eo yếm thun, gài nút. À, trước thì mình có xẻ tà ha. Trước thì mình có xẻ. Đó. Cũng đơn giản. Ở sau lưng cũng có cái độ dúng luôn nha cả nhà. Đó. Cũng không có gì để khó. Thì cả nhà xem cái clip sau thì Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách cắt cái áo này nha. Đó. Vậy thôi.
Nhi xin tạm kết thúc ở đây nha cả nhà. Cả nhà cho Nhi xem một đăng ký và một cái like chia sẻ cho Nhi nhé.